Đến 21 giờ 20 tối ngày 1 tháng 8, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy tại quán karaoke ISIS trên đường Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó vào khoảng 13 giờ trưa cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại quán karaoke, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy và chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong số hàng chục chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, có 3 chiến sĩ gồm Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ, binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ bị mắc kẹt bên trong. Theo đó, trong quá trình trinh sát, các chiến sĩ triển khai đi theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát. Tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng bên trên trong nhà để tìm kiếm thêm những nạn nhân còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4, thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ, làm 3 chiến sĩ hy sinh. Biết được thông tin, nhiều đồng đội của các anh đã cố nén niềm đau, gạt nước mắt để tiếp tục xông pha vào đám cháy dập lửa.